Mình xin chào cả nhà nghe, và xin chào và toàn thể và anh chị em thân mến, và trên trang mà YouTuber của Nguyễn Tấn. Một buổi trưa và tràn đầy và hạnh phúc và bên gia đình và bên nhà hàng ạ. Hôm nay thì em có làm cái món là gà xào lăn. Gà đá nha. Gà đá nhưng mà gà sét nha mấy anh chị em. Gà sét thì hôm nay thì em làm món là gà xào lăn ạ. Thì em còn mời mấy anh chị và theo dõi vào video của em và trong đoạn clip này và coi mẹ mà của em làm giờ món gà mà xào lăn và cũng có gà gia vị tại đây thì nó cũng ướp là nó tại nhà. Bây giờ em sẽ quay nhưng mà gia vị của mấy anh chị em coi nha. Ở đây thì có chuối và đậu phộng, có mà dầu ăn, đường và bột nêm cà no và bột ngọt. Hiện bây giờ tới nguyên cái khâu gà. Gà mà ướp với gia vị thì nó là có nhiều món như là nấu tương hột, ướp tương hột nè. Đó. Bây giờ là mẹ em là bà đang xào lên. Gà, gà. Đang ướp tương hột lên. Bây giờ em quay đều hết trơn nguyên thau gà có tương hột cho mấy anh chị em xem nha. Thì những ngày qua thì em cũng chân thành và em cũng cảm ơn gửi đến mà mấy anh chị mình những ngày qua thì cũng ghé em ủng hộ em, thì em cũng rất là quý giá mấy anh chị. Thì em cũng có đôi lời này thì em cũng gửi đến chị mình luôn luôn mà sức khỏe và luôn luôn và thành công. Hôm nay thì nhà em là món gà xào lăn đãi mấy anh chị ăn nha, mời mấy anh chị ăn. Bây giờ là em chuẩn bị đại bằm tỏi, mà đang để vô gà, tỏi. Đây là mẹ em đó. Hôm nay mẹ em nè, hôm nay mẹ em bả làm món gà xào lăn, bả mời mấy anh chị ăn chung ạ. À. Tại em quay chỗ này nghe mấy anh chị em nhưng mà nó hơi tối xíu nha, tại vì em có che nó sợ nắng á. Tại vì nó thấy mẹ nói vậy mẹ xác rồi đó. Nói đó ướp tương với gia vị rồi vô ngon. Bây giờ mẹ em bả đang chuẩn bị là bà để là dầu ăn vô nồi nghe mấy chị. Bây giờ đang để gia vị vô đó, bây giờ bật nguyên cái bếp lửa lên và nguyên cái bếp ga lên. Bây giờ để vô ạ. Bây giờ là bắt lửa lên để dầu ăn vô, để những mà gia vị vô rồi mình đi mà làm. Mình nó xé tỏi lại, nó xé tỏi cho thật là đều vô đó. Thì xong rồi nữa xíu nữa là mình để gà vô. Ướp nãy giờ chừng cả nửa tiếng, bữa trước nửa tiếng rồi. Gà mà xào lăn anh chị, gà xào lăn với đậu phộng, ngon gà. Bây giờ em sẽ quay mẹ em luôn nè, hả? Nè, đây là mẹ em nè, đó, vả nè.
Em làm YouTube với mấy chị nhưng mà không có ai làm chung, nhưng mà ở đây thì có hai mẹ con à, hả? Hai mẹ con à, mẹ. Thì có hai mẹ con làm tới thùng đôi bài à, không ai dân á. Có khi em làm chủ đề về món ăn miền Tây nè, như kênh em làm chủ đề món ăn miền Tây rồi mà giới thiệu xe rồi du lịch cũng có. Với mà thứ ba nữa thì em làm bên cái tin mà thiện ông bên bà giáo chủ. Em cũng có làm bên mà thiện âm bên bà giáo chủ nghe mấy chị. Bây giờ em để đường với quà bột ngọt vô. Còn gia vị ở đây nè anh chị. Ướp thêm vô chứ ướp nãy rồi. Nãy ướp rồi. Bây giờ là nguyên cái gia vị nè. À, bây giờ có mà nguyên cái mà cái ca này là ca mà nước dừa nha anh chị. Ca nước dừa có xíu để vô á. Mai mấy anh chị và những bạn bè trên trang của em bây giờ cũng ghé ăn và theo dõi ạ. À, em cũng mời mấy anh chị luôn nha. Và chút xíu nữa thì em sẽ làm xong rồi em sẽ ăn rồi em sẽ mời mấy anh chị luôn. Mấy anh và mấy chị ơi và những bạn bè của Tấn ơi ghé ăn cùng với bà Nguyễn Tấn nha. Thì Nguyễn Tấn thì cũng mời những mà mấy anh chị mình thì mình cũng mời hết, thì đãi mấy anh chị mình ăn món gà đó là gà sao lăng, mời hết cả nhà. Thì những bạn bè nào và thấy hay và thích về làm món ăn thì cứ mà để lại cho em được cái mà lời bình luận và nhận xét. Và nhớ và nhấn nút và nó đăng ký cho em nhé. Và nó sụp ra cho em ạ. À. Nhớ nhấn nút đăng ký cho em và cho em xin một mà nón tay ạ. À. Gà sao lăng nha anh chị. Gà này là gà đá đó mấy chị ơi. Gà đá thì gà sét á. Gà sét đó mấy chị. Gà sét này là 1 kg nó là nó 300.000 đó mấy anh chị, nhưng mà mua thì chỗ mà đá người ta đó. Nhưng mà gà sét này làm thịt thì nó rất là dai nhưng mà nó rất là ngon, nhưng mà nó cũng rất là bổ ạ. Nhưng mà mấy anh chị nào á nếu mà có làm mà đồ có làm gà, có ăn gà thì mua gà sét thì mấy anh chị làm nhưng mà nó ngon mà dai ngon lắm. Nhưng mà nếu mà mua gà kia thì thịt nó bở gỡ lắm nhưng mà ăn nó ngon. Em thiệt. Nếu mà mấy anh chị nào làm về gà nha, ăn gà hay là luộc sả, thứ hai hay là sầu lăng, thứ ba nữa thì làm những mấy món khác thì mình mua gà đá nữa. Để nước dừa vô. Bây giờ là em để nước dừa vô nha anh chị, để nước dừa vô nè. Đó nè. Dạ, gia vị của em là chỉ có nhiêu đây thôi à. Tại vì em làm món sầu lăng có nhiêu đây à, nước dừa với chuối.
chứ mà đồ đồ phộng hột cái đồ nó hơi mờ mờ cũng không. À mấy anh mấy chị ơi, ở đây thì trước mặt của mấy anh chị là ở đây là nguyên cái hầm sen nha. Thì hôm nay thì em cũng giới thiệu cho mà mấy anh và mấy chị luôn. Thì hôm nay thì nhà em thì trồng sen. Đó. Nhà em giờ trồng nguyên một cọng sen lận. Đó. Thì nhà em thì ở Cần Thơ, quê em thì ở miền Tây. Thì mong mà mấy anh chị mình có đi Cần Thơ gì đó, nếu mà đi ngang Cần Thơ á thì nhớ và cho em hay. Thì em cũng mời mấy anh chị vào đậm sen em chơi và cũng mời nước và mấy anh chị, hay là mời mấy anh chị mình một dùng là nó một bữa cơm với mà gia đình em đó. Em sẽ bẻ sen cho mà mấy chị coi nha. Sen á, sen trước mặt đó mấy chị nữa. Đây là gương sen này mấy chị, hả, gương sen nè, gương sen mấy chị. Nhưng mà em quay giấc trưa này thì nó trời nắng nha mấy chị, cỡ mà 1-2 giờ á, bởi vì nó hơi nắng rồi nè, bởi vì quay em gõ. Đây là gương sen ạ. Quê em thì Cần Thơ, ở miền Tây thì có rất là bao la mà phong cảnh rất là đẹp và dịu dàng. Và những mấy anh chị nào mà đi chơi du lịch đó, những mà khắp tỉnh miền Tây á, nhưng mà mấy anh chị thì thấy những mà khu du lịch rất là đẹp ạ. Rất là nó sẽ thấy có những mà mấy món ăn mà ở miền Tây á, cũng rất là nhiều lắm. Cả nhà ơi, có ai mà thích sen không ạ? À? Cả nhà có ai mà thích sen không cả nhà ơi? Ở bên Đồng Tháp á anh chị, sen đầy đống mà mấy chị ơi, em hiểu luôn, quá trời sen luôn nè. Cả nhà em chỉ cho cộng trồng có một công thôi. Nhưng mà miếng đất em chạy ra từ đây tới bụi tre đó luôn á. Đó. Tới đó luôn á. Bây giờ em đang chuẩn bị, em để chuối vô nghe mấy chị. Bây giờ em để chuối vô nè. Bây giờ là em quay lại là nguyên cái phần của em là thầy Nguyên thao gà. Ngon hết sức rồi. Em chính thức bây giờ em quay lại nguyên cái mà nguyên cái nồi gà của em nghe mấy chị. Thơm ngon cái sợ luôn kìa. Mời cả nhà ăn nha. Quá ngon luôn. Này nấu xào lăng nó ngon hơn lục xả ha. Ừ. Xào lăng ngon hơn lục xả. Cái này mà mấy anh chị á mà ăn với cháo bánh mì bún ngon lắm nè mấy anh chị. Quá ngon luôn. Múc lên cho coi. Múc lên cho coi, ngon hơn sợ hơn chuối nè. Với gà ngon hơn sợ. Xào lăng ngon hết sức ha. Ừ. Ngon hơn lục xả xiền, ăn lục xả ngán. Sao bây giờ mình xào lăng lên là ngon cực kỳ không? Nước xào lăng ngon sợ không? Hello cả nhà. Chào cả nhà, chào mấy anh chị em mình. À, bây giờ em chính thức em quay lại là cái món gà.
gà đá mà xào lăn anh chị. Trời ơi mấy chị à, mua cái đem về xào cái thịt nó dễ khắc hơn, ăn ngon lắm anh chị, em hiểu luôn anh chị. Gà đá mà mấy chị mà mua đem về ha, rồi mấy chị làm một hay là luộc sả hay là xào lăn, rồi mấy chị làm những mấy món khác ngon lắm mấy chị ơi. Em thì cũng mời những mấy anh chị mình cùng mà xem video của em thì cùng ăn món gà với em nha, thì là em mời hết luôn cả nhà đại gia đình mình. Mấy anh chị thì cứ ăn đi, cứ tự do, có gì nữa thì em nhịn thì nó cũng được, không có đồng. Đây là con lu nhà em nè anh chị, nói thấy không, lúc nào làm á, YouTube á, là nó cũng ngồi sắp anh em dẫn nè, nó lu nè, thấy không nè. Mỗi lần em kêu đã vậy đó, mỗi lần kêu là liếm đây nè. Quay cho đi, rồi quay đi. Bây giờ hiện bây giờ em đang bưng cái nồi lên anh chị, quay đi đi mà, đi đi chậm chậm. Em mời cả nhà ăn nha, em mời mấy anh và mấy chị nha. Em mời đại gia đình mình ăn mà món đà gà và xào lăn với em. Em thì cũng mới vừa làm xong mà món gà đó. Bây giờ thì em mời mấy anh chị cùng ăn giùm em ha. Ở đây gồm có và đồ ăn gồm gà, bánh mì và bún ạ. Em mời gia đình ạ, em mời hết cả nhà của em. Mấy nãy thì em mới vừa nấu nhưng mà vừa xong đó anh chị, bây giờ là nó đã chín rồi nè, món gà xào lăn này nó đã chín rồi. Bánh mì và đó là dĩa chính thức của em, đã là gà, thịt gà xào lăn đó. Em mời cả nhà và em mời những mấy anh chị mình những ngày qua thì cũng đã đóng góp cho em, được cho kênh em được phát triển, và em cũng chân thành và em cũng cảm ơn đến mấy anh chị trong kênh của em và những bạn bè xung quanh của em, những bạn bè ở miền Tây và những bạn bè ở trong nước và ngoài nước, và cũng thương em, mình cùng nhau và ủng hộ cho nhau, thì cũng có mà những bộ quề mà làm những các chủ đề quầy món ăn cho nhau, quầy phát triển cho kênh ạ. Thì Nguyễn Tấn thì cũng chân thành thì cũng chúc cho mấy anh chị em mình càng ngày càng bật mà được bay cái tên, càng ngày càng được mình kiếm tiền được đó. Anh em cùng nhau mà phát triển nghe, mà mấy anh chị em mình cùng nhau mà gắn bó cùng nhau mình mà nó phát triển hả, đừng có ai mà nó bỏ ai hết. Cả nhà ơi, mời cả nhà ăn chung nha cả nhà ơi. Em mời cả nhà ăn chung với mẹ của em nghe. Đó. Cả nhà ơi, vào ăn chung với mẹ em nghe cả nhà, với em mời ăn chung với em nghe cả nhà. Em mời hết cả nhà nghe. Đó. Gà xào lăn
miền Tây. Gà này gà đá nghe mấy anh chị em, gà đá mà mấy chị em mà mua đem về mà nếu mà luộc xả hay là xào lăn á, thịt nó dằn lắm, nó dai lắm anh chị. Thiệt, ăn với cháo bánh mì bún ngon dữ dằn luôn. Mấy anh và mấy chị và những bạn bè của Tấn á, mà nếu mà thấy hay và thích về những mà các chủ đề món ăn thì cứ nhớ và nhớ ủng hộ cho em, và nhớ và đóng góp cho em nghe, và nhớ và đừng có nhớ mà quên nhắn nút và nó đăng ký cho em hả. Gà này xào lăn ăn á, đậm đà ngon lắm, có chuối rồi nữa này, như nào đậm đà ngon. Mời quý vị khán giả ăn với mình nha, ủng hộ cho con mình, con trai mình đó. Gà này là gà này mẹ, gà này mẹ mua đâu mẹ? Mua chuồng gà đó. Gà này thì mẹ em mua ở đằng chuồng gà đá đó chị. Nhưng mà đặt người ta dặn mới có chứ không dặn không có. Dặn người ta mới có, dặn người ta trước cỡ 1 2 ngày thì người ta mới có. Gà này 1 kg thì nó gần 300 ngàn anh chị. Nhưng mà nó gần nó 2 nó ký mấy lần? Một con. Một con thì nó 2 ký mấy, nó 2 ký 8 lần. Hoặc có khi là mỗi khi mà đến con gà là nó 3 kg luôn á. Tại hôm nay thì các món chính thức thì món này là món gà mà xào lăn. Em sẽ quay chậm cho mấy chị nghe. Thằng Tấn nó kêu để ớt vô nữa nè. Trời ơi. Ta để ăn mà đậu phộng được rồi, để ớt vô nữa. Em kêu bả làm gà xào lăn mấy chị, kêu bả để ớt vô nữa. Chuối nữa nè. Chuối mà lại chuối sáp á, mới ngon, chuối sáp á. Nấu chuối sáp mới ngon. Bà ăn mà bà mời không mời ai đâu mấy anh chị, mời mời mấy anh chị của ông Tấn đi nè, mấy anh mấy chị ơi, con ơi ăn này mấy con à. Bạn bè của ông Tấn là ăn rồi con, ăn như vậy nè nó không hợp. Bây giờ thì em sẽ mà nó kết thúc trong đoạn vào phần mà video này. Thì mấy anh chị nào mà nếu mà thấy hay và thấy tốt và thèm về mà thích về món gà này thì về xào lăn này, thì mấy anh chị và mấy cô với bác và những bạn bè của Tấn thì trên kênh của Tấn thì nhớ và để lại cho em mà một hàng là nhận xét thứ hai, và bấm nút và nó đăng ký và về kênh cho em và chia sẻ video cho em ạ. Thì em thì cũng chân thành và em cũng cảm ơn và gửi đến cho mà những bạn bè của Tấn mình cùng nhau và phát triển cùng nhau và nỗ lực trên con đường và nó làm kênh mà YouTuber ạ. Em thì cũng chân thành và cảm ơn mấy anh chị và cũng gửi đến cho mấy anh chị mình một buổi chiều mà dồi dào và sức khỏe và mình quản sự như ý hả? Và trên con đường mình mà thành công và kiếm thật là được nhiều tiền. Và thứ hai thì gửi cho mấy anh chị em mình thì một ngày mà lễ và nó 8 tháng 3 và chị em phụ nữ và những bạn bè nữ và những mấy cô thì một ngày lễ 8 tháng 3 và tràn đầy và hạnh phúc ạ. Mẹ chào đặc biệt mẹ Nguyễn cả nhà đi mẹ. Chào chào đặc biệt Nguyễn nha. Chào đi con, chào đi. Bây giờ bà mà mắc ăn rồi bây giờ bấm chào gì? Chào đi.
Thôi mà em cũng chào đặc biệt mấy anh chị nha. Chúc mấy anh chị mình luôn luôn mà mạnh khỏe, luôn luôn mạnh giỏi ha. Mấy anh chị ơi đừng có quên mà em nghe. Xin cảm ơn mấy anh chị đã ghé và xem video của em, và em cũng chân thành và em cũng mà cảm ơn ạ.